Xin chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, vạn sự bình an. Rất vui hôm nay lại được chia sẻ với quý vị và các bạn về một loại thảo dược, vị thuốc quý chữa bệnh trong dân gian ta. Vâng, đó là cây cối xay. Cây cối xay thì còn có tên gọi khác đó là cây nhĩ hương thảo hay cây đằng xay, kim ngân thảo, kim hương thảo, ma mãnh thảo. Và nó có tên khoa học là Anbutilon indicum và thuộc họ chi cối xay. Với mô tả thì cây cối xay là loại cây nhỏ thường mọc ở thành bụi và ở những vùng đất khô, cứng. Nó có chứa nhiều chất nhờn ở lớp có lông tơ bao phủ, cây cao thường từ 0,5 đến 1,5 mét và là thuộc dạng cây sống lâu năm. Cây cối xay lá mềm, hình tim, viền lá có răng cưa và nó có góc so le. Với đặc điểm của quả cối xay thì nó có hình dáng trông giống cái cối xay, vì vậy nó có tên gọi là cối xay. Hoa của cây cối xay thì 5 cánh màu vàng nhỏ, quả nó có 20 lá loãn, mỗi lá loại gồm 3 hộp màu đen và hạt xốp hình giống như là hạt của nó giống như là hình quả thận. Quả của nó rất giống cây cối xay, chính vì vậy dân gian mới đặt cho nó có cái tên là cây cối xay. Về phân bố và thu hái cùng với chế biến thì cây cối xay mọc hoang ở nhiều tại các nước vùng nhiệt đới như Á Châu, Malaysia, Ấn Độ hay vùng nhiệt đới Châu Phi. Tại Việt Nam thì cây cối xay mọc hoang khắp nơi cả nước, như ở Hòa Bình thì cây cối xay mọc rất nhiều trên các là sườn đồi, ven đường, và hoa quả thì thường ra từ tháng 2 đến tháng 6 và thu hoạch vào thời gian từ tháng 6 đến tháng 8. Bộ phận có thể dùng để làm thuốc đó là tất cả các bộ phận của cây cối xay như lá, thân, rễ, quả tươi hay khô đều có thể dùng làm thuốc chữa bệnh. Vỏ của thân cây cối xay thì còn cho một thứ sợi như sợi bông trắng và có thể dùng làm dây buộc. Thành phần hóa học của cây cối xay thì nó có thành phần của nó có tinh dầu, trong cây cối xay thì có chất carbon hydroxit, hoạt chất và rất nhiều chất khác. Cùng với rễ của nó thì có giàu chất béo, một loại axit chưa xác định. Trong lá của nó thì chứa rất nhiều chất nhầy. Ngoài ra thì các bộ phận khác chưa có tài liệu nghiên cứu. Về mùi vị và công dụng, liều dùng của cây cối xay thì theo y học cổ truyền, từ lâu cây cối xay là một vị thuốc nam đa công dụng đã được sử dụng trong dân gian. Cây cối xay có tác dụng chữa nhiều loại bệnh hữu hiệu như giải nhiệt, tiêu viêm, tiêu độc, trị cảm sốt, nóng, ho, nhức đầu, chữa bệnh khiếm thính, điều trị phù thủng, trị chứng nước tiểu đỏ, tiểu rắt, tiểu buốt, chữa trĩ nội, trĩ ngoại, làm mát gan, thanh nhiệt, giải độc, trị mụn nhọt, vàng da, lợi tiểu, trị sỏi thận và đau nhức xương khớp. Cây nó có vị ngọt, hơi đắng, tính bình. Lá của cây cối xay thì có mùi hắc. Theo những người dân tộc Mường cao tuổi tại Hòa Bình thì cây cối xay hỗ trợ người bệnh ăn ngon, ngủ tốt, cho cơ thể mát, lợi tiểu, chữa sỏi thận, gia truyền. Và chúng ta có thể dùng lá cây cối xay khô nấu cùng với cả nước để uống, hỗ trợ trị chứng sốt cao, những lúc gặp vấn đề về hô hấp hay là phù nề. Hoặc là ta có thể lấy lá tươi đem giã nát rồi đắp lên vùng bị mụn sẽ giảm được và duy trì sự khỏe mạnh, sáng mịn cho làn da. Vâng, với công dụng ạ, thì nó có công dụng chữa cảm sốt, nóng, ho, nhức đầu. Với bệnh này thì ta có thể sử dụng 3 bài thuốc như sau. Bài thứ nhất đó là cây cối xay, lấy 8 gram, bạc hà 6 gram, vỏ quýt 5 gram, ta đem sắc nước uống ngày 2 lần, uống khi nước còn nóng. Bài thứ hai đó là ta lấy lá cối xay 20 gram, cam thảo 5 gram, cây bạc hà 20 gram, cây chỉ thiên 20 gram, gừng tươi ta lấy 3 lát. Tất cả những thứ này ta cho vào sắc nước uống trong ngày, uống liên tục từ 3 đến 5 ngày sẽ thấy hiệu quả. Bài thứ ba đó là cây cối xay ta lấy 10 gram, kinh giới 8 gram, kim ngân hoa 12 gram, lá tre 8 gram, cộng với cả 750 ml nước. Ta đem sắc còn khoảng 250 ml nước uống, chia làm 2 lần uống còn nóng trong ngày. Với cả những bệnh nhân bị lợi tiểu, bí đái, dùng cây cối xay cả rễ khoảng 6 gram, ta sắc lấy nước uống. Để chữa mụn nhọt thì ta lấy cây cối xay giã nát đắp vào những chỗ đau, mụn nhọt, nó sẽ nhanh tiêu. Còn với những người ù tai, điếc tai thì ta lấy trứng 30 gram quả cối xay,
và 60 gram thân cây. Có thể nấu cùng với thịt lợn lạc để ăn cả nước và cái. Ta dùng liên tục trong khoảng độ 20 ngày, rất là hiệu quả. Đối với những bệnh nhân bị tiểu rắt, tiểu buốt, tiểu tiện, bí tiểu thì ta cần lấy nguyên liệu đó là cây cối xay 30 g, bông mã đề 20 g, rễ chanh 20 g, dâu ngô 20 g, cỏ mần trầu 8 g, rau má thì ta lấy khoảng 10 đến 12 g. Tất cả ta đem cùng nấu với 750 ml nước, sắc còn khoảng 250 ml nước, ta chia làm 2 lần uống trước bữa ăn. Cứ dùng đều đặn trong 10 ngày sẽ thấy sự cải thiện rất là rõ rệt. Với những người bị vàng da do gan thì ta lấy nhân trần và cối xay mỗi loại 30 g, sắc nước uống như là uống trà mỗi ngày. Trong 1 tháng, tình trạng vàng da do viêm gan sẽ không trở thành nỗi lo nữa. Còn với những người bị bệnh đau nhức xương khớp thì sao? Ta có thể lấy lá cối xay khô 5 g, rễ cây xấu hổ 5 g, rễ cây cỏ xước 3 g, lá cây lạc tiên hay là cây nhãn còn gọi là cây nhãn lồng 3 g, cây lá lốt 3 g, rau muống biển 3 g. Tất cả các vị thuốc trên ta đem thái nhỏ, phơi khô, rửa sạch và hãm như pha trà ta uống hàng ngày thay trà. Cứ dùng liên tục trong vòng 1 tháng sẽ thấy hiệu quả rất là cao. Với người bị bệnh trĩ thì sao ạ? Ta lấy rễ cây cối xay 200 g, đem rửa sạch, sắc đặc. Lấy một chén nước vừa sắc bằng một chén trà để uống. Nước còn lại thì ta đem xông hậu môn khi còn nóng. Khi nước còn ấm thì ta dùng để rửa hậu môn. Ngày xông rửa 5-6 lần, cứ làm liên tục như vậy sẽ rất là hiệu quả. Với những bệnh nhân bị mày đay do dị ứng thì ta có thể lấy toàn thân cây cối xay 30 g, thịt lợn nạc 100 g, cho hai thứ vào hầm chín. Ta ăn thịt lợn nạc và uống nước thuốc. Ta dùng khoảng từ 7 đến 10 ngày sẽ rất là hiệu quả. Đối với những chị em bị phụ nữ bị phù thủng sau sinh thì sao ạ? Ta có thể lấy lá cối xay 30 g, cây ích mẫu 15 g. Hai thứ trên ta đem nấu với 300 ml nước, sắc còn khoảng 150 ml. Ta chia làm 2 lần uống trước bữa ăn. Với những người bị ù tai, thính lực giảm, ta có thể lấy quả cối xay 30 g hoặc lấy 60 g toàn thân cây khi còn tươi nấu với thịt nạc lợn để ăn trong bữa cơm sẽ hỗ trợ bị ù tai và thính lực giảm rất tốt. Đối với những người bị bệnh mụn, mụn, vâng, đó là luôn là nỗi lo ám ảnh của tất cả mọi người, đặc biệt là phái đẹp. Khi biết đến công dụng của cây cối xay, chắc hẳn chúng ta sẽ không còn quá bận tâm đến vấn đề này. Các chị em có thể lấy 100 g lá hoặc là hạt cối xay, rửa sạch, cho vào cối, giã nát, trộn với cả chút nước dùng hỗn hợp tạo thành đắp vào mặt, vào vị trí bị mụn nhọt, hoặc là ta có thể làm thay mặt nạ để đắp mặt. Cứ kiên trì ta dùng bài thuốc này, kéo dài khoảng 1 tuần, thì ta sẽ thấy là mụn ở trên mặt mình sẽ nặn hết và trả lại làn da trắng mịn màng, sáng bóng cho chị em. Mặc dù cây cối xay mang lại những lợi ích cực kỳ tuyệt vời đúng không ạ? Nó thật sự là rất là tác dụng rất tốt đối với sức khỏe của con người. Tuy nhiên, những ai nên dùng cây cối xay và cây cối xay thì đã được các nhà nghiên cứu chứng minh, nó thường chỉ phù hợp cho các trường hợp như mắc chứng bí tiểu, đau đầu, phù thủng, đặc biệt là trị sỏi thận, trị các chứng bệnh về tai như viêm tai giữa, tai điếc. Không chỉ là người già bị tình trạng suy giảm thính lực. Ngày nay thì không khí môi trường ô nhiễm tiếng ồn rất là cao và càng ngày càng gia tăng ở đối tượng người trẻ tuổi do nhiễm vi khuẩn hoặc là lạm dụng thuốc có hại cho tai, làm việc liên tục thời gian dài ở môi trường tiếng ồn ào. Chính vì vậy mà làm ảnh hưởng đến tai thì cây cối xay là một vị thuốc rất là hiệu quả. Vì thế nhưng khi chúng ta sử dụng thảo dược cối xay thì trở thành giải pháp hữu ích nhất là rất là tuyệt vời. Tuy nhiên thì chúng ta cần chú ý đó là khi sử dụng ta nên lưu ý là đối với cả những người có cơ thể của chúng ta có cùng một lúc mắc nhiều bệnh thì chúng ta nên là đi khám, thăm khám để nhận được tư vấn từ chuyên gia
Trước khi chúng ta áp dụng thảo dược trị bệnh, làm sao cho hợp lý, hiệu quả và hạn chế công dụng, tác dụng không mong muốn. Còn với những người mà sức khỏe như là nhuận tràng lợi tiểu, bệnh thận hư, chứa nhiều nước trong người, đang trong giai đoạn cấp và tiêu hóa, thì các cùng với cả những người bị đại tiện phân lỏng lát thì chúng ta nên là chú ý khi sử dụng. Đặc biệt là phụ nữ khi mang thai thì tránh không nên dùng cây cối xay. Vâng, vừa rồi tôi đã chia sẻ với quý vị và các bạn công dụng tác dụng của cây cối xay. Bên cạnh đó thì là những lưu ý mà khi chúng ta cần lưu ý khi sử dụng cây cối xay để làm thuốc, làm thảo dược. Kính chúc quý vị và các bạn sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu thấy hay, quý vị và các bạn hãy like, hãy bấm kênh đăng ký và chia sẻ video để nhiều người cùng biết. Xin cảm ơn.